Rồi, các bạn muốn biết nó sáng như thế nào không? Bây giờ mình sẽ bật xi nhan lên nè. Đó, nhưng mà để cho dễ thấy mình sẽ bật hai giá lên luôn nha. Trái, phải, tắt. Bây giờ mình chạy nha. Bây giờ mình chạy các bạn, bạn coi nó sáng tới mức độ này nè. Mình chạy mút kia các bạn vẫn thấy. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Thật ra thì video dạng này mình quay nhiều, nhưng hôm nay có một chút xíu đặc biệt đó là mình muốn khoe với các bạn một chiếc xe của khách của mình. Chạy sương sương có 113.486 km thôi. Thì đối với mình á, một chiếc xe nó đi được khoảng 100.000 km là nó đã qua một đời xe rồi. Và chiếc xe này đang chạy đời thứ hai, nhưng mà mọi thứ còn rất là êm, máy móc êm. Tất cả những cái đồ mà lắp thêm đây nè thì đại đa số lắp bên mình. Thì xe này có lắp bảo vệ tay lái, đèn, giá đỡ. Thì mọi thứ là mình đang thấy là nó hoạt động còn êm, bình thường, không vấn đề. Thì hôm nay qua lắp thêm một ít đồ nữa các bạn. Chưa đủ, như vậy thôi vẫn chưa đủ. Chắc chuẩn bị dẫn đoàn, phân khối lớn. Cho nên là anh khách qua lắp thêm cái Hazard 2.0. Thì cái Hazard này review nhiều rồi. Dành cho mấy bạn chưa biết thì cái bộ Hazard này nó có giá là 500.000 một cái, bảo hành 12 tháng. Hư là xin được đổi mới, cũng áp dụng chính sách đổi trả miễn phí trong 7 ngày luôn. Vì lắp Hazard bóng halogen thay qua bóng LED, thì bóng LED này muốn review với các bạn một chút. Là bóng này là bóng 3030, nó không hẳn là 3030 nha. Mình cảm giác đây là một cái bóng gì đó, nó lạ lắm. Mà những cái bóng LED như thế này trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà bóng này sáng. Thì bây giờ nó được bảo hành 12 tháng, hư là sẽ được đổi mới trong 12 tháng. Bóng này rất là ngon. Thì sẵn tiện video này mình muốn cân nhắc với các bạn như thế này. Khi các bạn lắp Hazard cho bất kỳ xe nào mà chức năng zin của nó không có Hazard thì các bạn phải lưu ý ba điều nha. Thứ nhất là nó sẽ bị đứt cầu chì khi các bạn sử dụng lâu dài. Mới lắp vào nó sẽ không đứt. Đi chừng Sài Gòn tới Sài Gòn Đà Lạt thì tới tầm Đồng Nai thôi là nó đã đứt rồi. Tại vì hệ thống cầu chì zin của nó sinh ra không dùng cho 4 bóng xi nhan sáng cùng lúc. Nhưng mà với xe này nó không hẳn là 4 bóng. Để mình đếm thử nha. Nếu mà bật Hazard nha, 1, 2, ở phía sau là 3, 4, trên đồng hồ là 5. 5 bóng xi nhan sáng cùng một lúc, chớp cùng một lúc khi các bạn bật xi nhan. Nhưng khi bật Hazard thì tới 10 bóng lận. Thì một chút xíu nữa mình sẽ cộng watt cho các bạn xem. Mình cộng tổng số watt, mình chia mình nhân cho chia trừ cộng trừ nhân chia gì đó cho điện áp là volt thì nó sẽ ra được ampere. Thì cầu chì zin của xe nó vượt mức ampere đó là nó sẽ đứt cầu chì. Cho nên là lưu ý về cầu chì khi mà lắp thêm cái Hazard. Cái lưu ý thứ hai là cục chớp. Không biết là các bạn có nghe không, để mình cố gắng cho mọi mở ra cho các bạn nghe. Khi các bạn bật cái xi nhan lên, zin của nó sản xuất ra nó chỉ dành cho 1, 2, 3 bóng, là bóng đồng hồ, bóng trước và bóng sau. Bật lên thì cái cục chớp nó gần như là bất tử, nó vẫn sẽ hư nhưng mà rất lâu nó mới hư và xác suất nó hư rất là thấp. Nhưng mà khi các bạn lắp thêm cái này, đằng sau có thêm một bóng nữa thì có nghĩa là nó phải gồng lên để nó nháy được, nó chớp được. Đó là dành cho cái cục chớp. Và xe này thì hình như là vẫn còn xài chớp zin. Mình giờ vô đây mình cảm giác như là cục chớp nó hoạt động thì có nghĩa là còn chớp zin, chưa chuyển qua chớp điện tử. Thì cục chớp nó sẽ mau hư hơn. Mau hư hơn không có nghĩa là nó sẽ bật lên cái nó hư liền, nó sẽ nhanh hư hơn. Và tiếp theo là hệ thống dây. Một chút nữa mở ra thì mình sẽ nói về hệ thống dây luôn. Rồi ok, bây giờ sẽ tiến hành lắp đặt ha. Mà xe này lắp đặt lâu lắm. Nhưng mà các bạn biết sao không, đối với một chiếc xe mà lên quá nhiều đồ trên cái đầu đèn thì mỗi lần lắp bất kỳ một cái gì mà liên quan tới cái đầu đèn nó là một cái cực hình các bạn. Tại các bạn phải tháo nhiều. Cái chuyện tháo nó dễ, nhưng mà tháo ra xong cái lắp vào nó cũng khó. Mình lắp lại nhiều khi nó cũng không được như zin luôn. Nó thay đổi gốc, thay đổi tè le hồng me hết. Cho nên là thường ở những cái video như thế này mình sẽ quay. Mình quay để làm cái gì? Để mình bớt cái tiền công lắp đặt lại một chút xíu. Và mình bù cái phần tiền công đó bằng tiền YouTube mình lấy được. Khi mình lấy mình quay được cái video này. Thật ra nó không có nhiều hết các bạn ơi, nó ít lắm. Nhưng mà cái phần đó thay vì mình lấy tiền công cao hơn thì mình lấy tiền công đúng với giá trị xe zin. Rồi mình bù phần đó vô cho khách thôi. Rồi là xong rồi, vui vẻ không quạo.
máy mình lắp các bạn ơi. Mình sẽ không có cái kiểu ba cái tam giác như thế này. Không có cái này. Có cái này tới chừng tháo ra lắp thêm cái gì hoặc tháo ra sửa chữa bảo hành nó rất là khó. Không có dắt, không có dây cắm trả. Bây giờ mình sẽ làm luôn ha, sẵn tiện làm luôn. Rồi, ok. Phát hiện ra một cái mạch lâu đề của xe em shop đó là mạch vơ 2. Chắc cũng phải hơn 2 năm rồi. Tại vì mẫu mạch này mình đã ngưng sản xuất rất là lâu rồi. Giờ mình sẽ chuyển hệ thống dây đi xuống đây luôn, để nó gọn phần này chút xíu. Rồi ok, tiến hành làm điện nha. Làm điện thì mình quay xem lắp, chứ làm điện quay cái này lâu lắm. Ok các bạn, sau 3-4 tiếng gì đó là mình đã lắp xong. Thì riêng việc dọn điện thì sau khi dọn xong nó không khác gì bình thường. Nó chỉ gọn hơn và nó an toàn hơn khi mà xảy ra sự cố thôi. Thì đó là cái dọn điện là nó không có nói lên được điều gì hết đó. Thì cái quan trọng là cái bộ mạch Hazard 2.0 và cái bóng LED. Thì bóng LED này nó sáng hơn bóng LED đời đầu của mình nữa. Đây, thì hiện tại là xe này nó có cái này, bảo vệ tay lái, nó có xi nhan. Thì mình đã đấu trực tiếp vào trong đây. Thì các bạn bật cái này lên thì nó mới lên. Thì mi tắt đi, bật lên, hồi đầu không có thì sẵn là mở ra làm thì mình làm luôn. Đó, như này. Xi nhan, xi nhan Hazard nè, trái, phải, tắt, lên Hazard. Mình chỉnh được tốc độ Hazard, chỉnh được tốc độ xi nhan mà không cần phải tháo dàn áo ra nữa. Mình chỉnh trực tiếp từ trên cái công tắc này luôn. Bây giờ mình sẽ tắt cái chế độ Hazard đi. Mình vào chế độ chỉnh tốc độ xi nhan. Thì đây xi nhan nè, thấy không, xi nhan trái nè, xi nhan phải nè. Rồi để vào chế độ chỉnh mình sẽ trái, phải, tắt. Thì nó vào chế độ chỉnh mình sẽ bấm trái tắt đi, nó sẽ nhanh hơn. Phải tắt đi, phải, tắt, nó chậm hơn. Phải, tắt, nó chậm hơn. Phải, tắt, phải, tắt, phải, tắt, phải, tắt. Là tới mức chậm nhất luôn. Rồi muốn nhanh hơn, trái, tắt, trái, tắt, trái, tắt, trái, tắt, phải tắt. Đó. Đó. Nó nhanh đến mức mà nó có chế độ stop F1 luôn. Thì đây chế độ stop F1 nè. Đó. Chớp dừng. Chớp dừng. Mình có nó chớp nhanh hơn nữa rồi dừng. Chớp dừng. Nó là stop F1. Thì muốn tắt, muốn chỉnh thì mình chỉnh chậm lại thôi, chậm lại. Đó, là nó chớp như này. Rồi sau khi mình chỉnh mình ưng cái tốc độ này rồi, mình trái phải tắt. Phát chế độ chỉnh thì nó sẽ mặc định là như vậy ha. Nhanh như vậy. Rồi, thì bây giờ Hazard mình muốn chỉnh chế độ Hazard được luôn. Bây giờ Hazard nó đang là như vậy. Nó đang nhanh như vậy. Mình sẽ bật Hazard lên và mình vào chế độ chỉnh, bật Hazard lên rồi vào chế độ chỉnh nè, trái phải tắt. Đó, nó sẽ nhảy lên bên trái thì mình sẽ bấm trái tắt chậm lại. Phải tắt lại chậm lại. Bên phải tắt là chậm lại, phải tắt là nó chậm lại. Phải tắt. Phải tắt. Đó, sau khi mình ưng cái tốc độ Hazard này rồi thì mình thoát chế độ chỉnh, trái phải tắt. Đó là chế độ Hazard đây. Thì trong lúc Hazard các bạn vẫn có thể xi nhan, bấm xi nhan. Sau khi các bạn quẹo trái xong rồi, các bạn tắt đi là nó về chế độ Hazard. Muốn tắt chế độ Hazard bạn trái phải tắt là nó tắt, hoặc là phải trái tắt thì nó lên. Và trong lúc đang Hazard các bạn bật xi nhan bên nào thì nó sẽ chớp xi nhan bên đó. Đó. Bấm thì nó về lại. Bật xi nhan bên trái là nó chớp xi nhan bên trái. Đó. Muốn tắt Hazard thì phải trái tắt hoặc là trái phải tắt. Xong. Rất đơn giản. Và nó chỉ 500 ngàn một bộ này. Ngày xưa là mình bảo hành trọn đời á, mà sau hết cái lô đó rồi. Thì cái lô mới này á thì nó bảo hành 12 tháng, hư là đổi mới, sử dụng miễn phí trong 7 ngày, 500 ngàn full một bộ. À đương nhiên là chưa bao gồm công lắp đặt nha. Công lắp đặt thì sẽ dao động khoảng từ 100 tới khoảng 200. Có khi những xe mà nó khủng khiếp đến mức lên tới 300 ngàn. Tùy vào cái cách tụi mình lắp đặt, tụi mình thi công như nào thì mình sẽ lấy tiền công như đó ha. Rồi, các bạn cho một lời nhận xét về cái bóng LED này đi. Rất là sáng đúng không? Bây giờ mình sẽ ra ngoài cho mình cho các bạn biết là nó sáng đến mức độ nào. Rồi, các bạn muốn biết nó sáng như thế nào không? Bây giờ mình sẽ bật xi nhan lên nè. Đó, nhưng mà để cho dễ thấy mình sẽ bật Hazard lên luôn nha. Trái phải tắt. Bây giờ mình chạy nha. Bây giờ mình chạy các bạn, bạn coi nó sáng đến mức độ này nè. Mình chạy múc kia các bạn vẫn thấy. À,
tay sáng không? Đó. Thì cái sáng như vậy nó được cái gì? Các bạn đi đêm á là người ở sau rất là mệt, nhưng mà các bạn đi ban ngày buổi trưa nắng á là nó sáng hơn zin rất là nhiều luôn. Đó, xin nhan nè. Đó, thấy sáng không? Sáng ha. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Để bóng này 75.000 bóng nha. Hẹn gặp các bạn một video sau. Bye bye.